Con yêu bố mẹ nhiều. Sắp tới ở Việt Nam là cái Tết Trung Thu, thì một cái thử thách nhỏ cho những du học sinh Hàn Quốc của Alpha đang tại các trường đại học Hàn Quốc gọi về nhà và nói lời con yêu bố mẹ để xem phản ứng của phụ huynh như thế nào. Bắt đầu thôi. Alo. Alo. Thế mẹ gọi, mẹ nghe máy ạ? Bố đâu rồi? Mẹ của bố đi đón. Tầm này bố đi đón cháu đi. Hả? À, đi đón cháu rồi. Ở nhà thích nhỏ. Thế bây giờ ví dụ mà cái gì? Thế ví dụ mà muốn về Việt Nam có được không? Về làm sao được về? Mẹ lại tiền đó mà về. Ba nhà bảy. Ví dụ có tiền thì có được về không? Có tiền không về. À, có tiền ở không đây, về. Ở đây đi tìm đường mà đi chơi đi bời rồi mình tìm cái chỗ đây bên đó đi chứ. Thế thôi, chỉ muốn nói với mẹ là nhớ cơm mẹ nấu mới nhớ mẹ xong rồi là kiểu. Thì đi thì mới có tương lai chứ, ở nhà thì có gì đâu. Thôi nói lời cuối với mẹ mày tắt nè. Mẹ, đúng nha. Mẹ ơi, từ từ chưa nói mà. Cái gì? Con yêu bố mẹ nhiều.